Happy birthday to you. Nè, bữa nay mày có điểm lắm đấy nha mày. Thôi mà tuần sau đi. Tha cho hôm nay hả? Tha cho anh hôm nay. Là tha cho anh là làm một việc nữa. Trời ơi, đúng cái bánh bánh mình ấy là đúng rồi. Thế mà mày lại lưới tao coi lưới